không phải Sáo Bào, không phải Phượng Ve, vậy ai là trùm cuối giúp kịch bản di chúc miệng sóng gió gia tộc họ Võ? Ung thư cầm bệnh án trên tay, lưỡi hái tử thần của thần chết treo lơ lửng trên đầu. Dẫu bản lĩnh cách mấy nhưng ông Hoàng vẫn sợ, bởi đơn giản là con người, ai mà chẳng mưu cầu được sống, được hạnh phúc, được khỏe mạnh. Chậm lại một nhịp vào những đêm khuya thanh vắng, chỉ một mình rít điếu thuốc và khói vào bầu không khí tĩnh mịch, ông Hoàng hồi tưởng lại ngọn đuốc sáng một thời trai trẻ bản thân đã đi qua. Ông hồi tưởng lại những vai diễn nửa đời chứa bao nhiêu hoài bão của một người nghệ sĩ như Sa Phu Đi Sứ, Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài, Sử Án Bàn Quý Phi, Ngọc Kỳ Lân, Thần Nữ Dân Ngũ Linh Kỳ, Chiêu Quân Cống Hồ, Tiết Đinh Sang, Cầu Phàn Lê Quê, Trảm Trịnh Ân. Ông Hoàng nghĩ đến Vũ Lưng, nghĩ đến Bình Tinh, giờ đây chúng đều đã có chỗ đứng trong lòng của khán giả. Đứa thì là nghệ sĩ ưu tú, còn đứa thì là bà bầu quyền lực. Ông cười nhẹ, mãn nguyện, vì phần đời này ông đã sống trọn với nghề, không phụ lòng tổ đãi, đã cháy hết mình ở trên sân khấu, đã trở thành người đưa đò truyền nghề để con cháu thế hệ sau duy trì phát triển nền cải lương tuồng cổ Việt Nam, lưu giữ giá trị văn hóa nghệ thuật ngàn đời của dân tộc. Ông cũng mãn nguyện vì đã hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ, đã quắt kiệt sức, kiệt tài chính để đùm bọc bảo vệ các em, các cháu, không để đứa nào thiếu thốn. Ông hài lòng vì bản thân đã nỗ lực trở thành người anh có trách nhiệm, sẵn sàng bán nhà, cho vàng, chi tiền để cứu em, dẫu chúng có sai với xã hội nhưng cũng gọi ông một tiếng là anh Năm. Ông cũng chẳng có gì phải tiếc nuối khi đã chấp cánh ước mơ và trải đường cho Hồng Phượng. Đứa cháu gái họ Lê gọi ông một tiếng cậu Năm để cô cháu gái được sống với đam mê, nếu giỏi có thể nối tiếp làm rạng danh dòng tộc. Nhưng rồi nụ cười chợt tắt khi hình ảnh con gái Hồng Loan và năm đứa cháu ngoại xuất hiện chiếm trọn lấy suy nghĩ của ông. Ông u buồn ngồi xuống bên mép giường, gạt tàn thuốc, tự trách bản thân sống trọn với nghề, với khán giả, với xã hội, làm tròn bổn phận là con, là anh, là cậu, nhưng trách nhiệm cơ bản của một người cha thì kiếp này ông lại nợ con gái của ông. Dòng đời trôi mãi theo thời gian, thương Hồng Loan tuổi thơ bao điều ngang trái. Ông giận bản thân vì từ khi con lọt lòng, ông đã nợ con một người mẹ, rõ ràng nợ con một tuổi thơ đầm ấm, có cha có mẹ, có vòng tay yêu thương, có sự dạy dỗ uốn nắn từ người sinh thành để con lớn lên như cây dại ven đường, dở dang việc học. Ông tự trách bản thân vì em, vì cháu không có thể lo cho chúng chu toàn, ăn sung mặc sướng, đồ hiệu xe sang, móng tay móng chân bóng lón, vẽ rồng vẽ phượng. Nhưng nhìn lại đứa con gái ruột của mình quanh năm suốt tháng là bộ đồ bộ ở ngoài chợ, cái răng hỏng không có tiền thay, bàn tay bàn chân đen nhẽm thô cợt, và nhớ lại những lúc túng thiếu ăn mì tôm, vợ chồng của nó tự xây sở mà không phiền đến ba. Ông tự trách không có lỗi với đời, tốt với cả thiên hạ, nhưng tại sao trách nhiệm của một người làm cha lại không làm tròn, lại có lỗi với chính giọt máu đào của mình. Ông thương con gái, trách bản thân mình, ông không còn lo, không còn sợ hãi trước cái chết, trước lưỡi hái tử thần nữa. Ông lo nhưng là lo cho con gái của ông, như ngọn đuốc vùng lên lúc sắp tàn, ông nhận ra bản thân cần phải sửa sai, cần phải bù đắp cho đứa con gái của mình. Vậy làm sao để sửa được sai lầm? Ông nhớ lại thằng Bảy, 5 căn nhà, 1.000 lượng vàng. Ông nhớ con Sáu đã lừa ông, mượn tay của ông, dâng cả căn nhà từ đường của tổ tiên cho ngân hàng phát mãi. Ông nhớ lại số tiền ông hát hàn cả cổ ở trên sân khấu, vừa mang về nhà chưa kịp đếm, đã phải đưa cho lũ em lũ cháu để chúng trả nợ, để chuộc lại mạng sống cho bọn chúng. Ông nhớ lại từng cái ôm xà nịu, lời nói rót mặt vào tay của đứa cháu gái họ Lê. Cậu ơi, con thương cậu quá à, cậu mình thì mình nịnh thôi. Ông nhớ lại cái cảnh nhỏ em dâu không chính danh đã nhiều lần mồi chài đưa con riêng Hàn Quốc vào gia tộc họ Võ. Ông nhớ lại cái thằng cháu trẻ họ Ngô công khai thừa nhận lấy cháu họ Lê để dựa hơi họ Võ. Nghĩ tới nhiêu đó thôi, ông thấy sởn da gà. Dẫu chúng là em là cháu, nhưng chúng thủ đoạn mưu mô, có kinh nghiệm lừa đảo, diễn xuất giả trân qua mặt người đời. Chúng có bè có phái, trong khi nhìn lại con gái của mình Hồng Loan ít học, quanh năm buông gánh bán bưng, chất phát thẳng như ruột ngựa, không biết mẹ của mình là ai. Nay mình mà mất, con gái sẽ đơn độc giữa cuộc đời, biết dựa vào ai? Khi ông còn sống, lúc ở đỉnh Linh Quang hay lúc đã lùi về hậu cung, em và cháu đã bắt kịp tận dụng triệt để những thứ có thể lợi dụng được từ ông, từ tiền tài, nơi ở cho đến danh dự, hình ảnh của ông. Biết khi ông mất, tài sản trăm tỷ trình ình ở đó, mở treo miệng mèo, dễ gì những con mèo vốn đã được nuôi như thú cưng đã mất đi cái bản năng sinh tồn để ruột miếng mở ra khỏi miệng. Vậy bằng cách nào để chuộc lỗi với con gái, để bảo toàn những khối tài sản cuối cùng của để cho con gái? Viết một vở tuồng mất cả tuần cả tháng, huống hồ là một vở kịch ở ngoài đời. Ông tiếc cho gia tộc họ Võ,
phải là tác phẩm xuất sắc nhất, kinh điển nhất, đúng chất của một ông hoàng, để không chỉ khán giả mà diễn viên trong vở kịch này cũng phải ngỡ ngàng ngơ ngác. Ông thức trắng nhiều đêm không hẳn vì bệnh tật hành mà vì dồn sức để hoàn thành kịch bản, phải nghiên cứu tính cách nét đặc trưng của từng nhân vật Sáu Bào, Bảy Báo, Phượng Ve, đón trước được nút đi từ họ, từ đó có kế hoạch A, kế hoạch B để các nhân vật đi đúng mạch của kịch bản, đi đến với đích cuối cùng là Hồng Loan, con gái của ông, được hưởng tài sản của ba một cách hợp pháp trong an toàn. Bước thứ nhất là làm yên lòng những con cần cần bằng lối nói chuyện, nói ý hiểu tứ, luôn ngủ chúng bằng những mỹ từ. Cháu họ Lê là nhất, cháu họ Ngô là thứ hai, con ruột họ Võ là thứ ba, nhà này để cho Phượng Ve ở, còn bản thân xin nha hô miếng đất dưỡng già. Những câu nói này đã khiến các em, các cháu lần lần cảm xúc say đắm trong giấc mộng kim tiền, để chúng không bày mưu tính kế dụ dỗ ông ký vào một tờ giấy nào nữa, tránh lặp lại quá khứ câu chuyện sự biến mất của căn nhà từ đường. Bước hai, không viết di chúc, tức là đã viết di chúc kinh qua nhiều giai diễn lớn nhỏ và đã được con gái bình tinh thủ vấn đề di chúc. Ông biết quy tắc cơ bản, cha chết tài sản con gái hưởng, huống hồ ông chỉ có một đứa con gái hợp pháp duy nhất. Lẽ đương nhiên ông biết Hồng Loan sẽ là người thừa kế, việc đã rõ ràng, rành rành, không lập hay lập thì ông cũng đạt được chủ đích là để tài sản cho Hồng Loan. Nếu lập di chúc những ngày tháng cuối đời, ông không chỉ chịu bệnh tật dày vò mà về tinh thần còn bị tra tấn bởi những lời tỉ tê, nước mắt ngắn, nước mắt dài, thậm chí là đe dọa tạo áp lực tinh thần đến từ em, từ cháu. Vậy không lập di chúc là sự lựa chọn hoàn hảo, vừa thực hiện mục đích để tài sản cho con gái, vừa để con tùy cơ ứng biến khi bán đất để chia cho những đứa cháu ở trong nhà. Ông để cho Hồng Loan cửa mở để con gái quyết định. Ngoài hành động không biết di chúc, ông Hoàng đã tranh thủ khi còn sức lực để xây dựng bệ đỡ cho Hồng Loan. Nếu muốn biến nhà riêng của Hồng Loan thành nhà từ đường đồng sở hữu để bảo vệ tài sản thì Mỹ Mỹ xứng đáng hơn Lê Thị Hồng Ve, bởi Mỹ là cháu đích tôn của họ Võ, là người vốn dĩ thừa hưởng căn nhà từ đường mà bà Sáu Bào đã lột mất. Vì vậy nếu nhà cậu Năm là nhà từ đường thì không đến lượt của Phượng Ve. Mỹ sẽ là người trên cơ đứng ra tranh chấp với Hồng Loan, Bình Bình và con của ông Bảy Báo mang họ Võ. Cha cô đang tranh chấp với Hồng Loan, vậy không phải Hồng Phượng mà Bùng Bùng mới là người có nhiều ưu thế để tranh đoạt tài sản của Hồng Loan. Mỹ và Bùng Bùng xét về lý đều có nhiều lý do hơn Lê Thị Hồng Phượng để đứng ra tranh đoạt tài sản, nhưng tại sao họ lại không tranh giành mà còn giúp sức cho Hồng Loan để bảo vệ tài sản của ba? Thứ nhất là vì họ đều đồng cảnh ngộ, là trẻ mồ côi. Thứ hai, đều là nạn nhân của Sáu Bào. Thứ ba, vì hiểu tâm tính của những người trong gia tộc. Thứ tư, vì lương tri, vì tính người. Ngoài bốn yếu tố trên thì lý do tiên quyết nhất chính là sự tác động của bác Năm. Khi Vũ Linh đã dặn dò Bùng Bùng, nhà này để cho chị Loan của mày chứ ai, bác có một đứa con chứ mấy, đã dặn hai đứa cùng chị Loan hãy đùm bọc và dựa vào nhau mà sống, ông Hoàng đã triển khai kế hoạch xây dựng bệ đỡ cho con gái, kết nối một nhóm người tốt hiểu biết trong gia tộc họ Võ, tạo giúp cho con một thế lực để phòng trường hợp cần cần lấy số lượng để ắt vía Hồng Loan, lấy nhiều để hiếp ít. 10 tháng đã trôi qua, dù tác giả của kịch bản là bản di chúc miệng sóng gió gia tộc họ Võ đã yên giấc ngàn thu, không có mặt trực tiếp để chỉ đạo diễn viên, nhưng mọi diễn biến đã diễn ra đúng như những gì mà ông đã sắp xếp. Mẹ con của Phượng Ve tin vào di chúc miệng, Phượng Ve đã gào, Ve chỉ tin vào lời của cậu Ve thôi. Chính là biểu hiện Ve đã rơi vào bẫy và thực sự bị say bởi những câu nói, ý, hiểu tứ. Cố nghệ sĩ đã không tiên đoán được và đoán trước được là tên tuổi của ông giờ đây đã một lần sống dậy, và bên cạnh đó con gái của ông không chỉ có anh em nhà họ Võ, những người đã được phân vai, mà còn xuất hiện thêm những nhân vật nghĩa hiệp mới như chị Ni, ca sĩ Nguyên Vũ, anh Sang, nghệ sĩ Lê Tính và triệu triệu khán giả ái mộ cùng ông, cùng đồng hành với Hồng Loan dày công để viết một kịch bản kinh điển, để đổi lấy phần đời còn lại của con gái và năm đứa cháu của họ Võ sống trong sung túc, hạnh phúc, yên ấm. Có lẽ ông Hoàng đã thở phào nhẹ nhõm, lúc bớt gánh nặng phần nào và cũng đỡ trách mình ở những ngày tháng cuối đời. Giờ đây ở thế giới bên kia, chứng kiến mọi chuyện đi đúng những dự liệu, thậm chí còn tốt hơn dự tính, ông Hoàng hồ quản hãy yên tâm trong tim của khán giả. Ông mãi là một nghệ sĩ tài hoa đức độ, và trong tim của Hồng Loan, ông xem mãi là một người cha vĩ đại.